Xin chào anh em, với một chiếc xe VinFast VF9 mới lấy ở trong hãng ra thì chúng ta nên trang bị những gì? Thì hôm nay mình sẽ đi một vòng quay lại chi tiết từng cái sản phẩm một cho các bạn. Đầu tiên là anh em đang trong quá trình dán phim cách nhiệt. Hầu như những chiếc xe mới lấy hay đã qua một thời gian sử dụng đều phải dán lại phim cách nhiệt. Đấy, thì bác chủ xe có trang bị một gói phim thương gia. Đấy. Với kính mặt đấy này, lúc nào thì bên mình cũng sẽ tư vấn cho bác ấy đó là cái loại xịn nhất, vì cái nơi này đó là chiếm nhiều điện lượng và nó là vị trí quan trọng nhất. Đấy. Bên cạnh đó, đó là kính sườn đấy này. Đấy. Hai kính sườn trước này này. Thì mình cũng tư vấn cho anh em là lên cái loại xịn của 3M. Đấy, vì vị trí này thì anh em hay ngồi. Và đây là trước khi làm này, đó là anh em đó là dán hết một lớp ni lông này để nó cái nước của nó đỡ bị rơi xuống đây. Đấy. Như các bạn thấy bên kia là anh em đang trong quá trình dán kính mặt trước sau khi đã cắt kính nhỉ. Đấy, và sẽ đo. Ngoài ra xe này này. Đấy. Vì cửa sổ trời của nó đó là panorama. Đấy, cửa sổ giờ nó rất rộng. Đấy, nên chúng ta bắt buộc phải dán cái tấm kính mặt này, tấm kính nóc này. Dù cái kính nóc này nó cũng dày rồi nhưng mà chúng ta nên dán, vì nó cũng chiếm nhiều nhiệt lượng. Anh em cũng đang quá trình, đây này các bạn thấy không? Đây là lớp phim các bạn cắt trước này. Đấy, cắt phim bên ngoài nhé. Sau đó thì khi chúng ta dán ấy, thì chúng ta sẽ dán ở bên trong. Đây các bạn thấy này, anh em đang trong quá trình cuộn phim này. Với kính nóc này này, với kính mặt này này, thì nó đòi hỏi cái tay nghề kỹ thuật viên nó ở vị trí cao nhất. Đấy, nên nơi này thường là những anh em thợ cứng sẽ thi công. Đấy, rất tỉ mỉ. Tương tự như thế, hai kính sườn sau này này. Đấy, chúng ta cũng bảo vệ hết. Hai kính sườn sau này tùy vào điều kiện của anh em. Nếu anh em có điều kiện, anh em cũng lên cho mình 3M full luôn. Còn không, để tiết kiệm chi phí ấy, thì mình sẽ phối với hãng NTEC để chi phí nó giảm xuống. Đặc thù nhé, VinFast VF9 này này. Đấy, cái chỗ này cũng là kính này, nên chúng ta cũng phải dán nhé. Đấy. Đây là anh em đang trong quá trình thi công đây này. Đấy. Mọi thứ rất là tỉ mỉ và trau chuốt. Làm dòng VinFast VF8 nhé, đòi hỏi cái sự kỳ công nhất định đấy, hai bên luôn. Ngoài ra xe này chúng ta còn phải dán kính hậu này, đó, kính hậu. Mình sang bên này nhé. Đấy, anh em đang trong quá trình dán kính sườn trước này. Thì bên mình ấy, để dán hết xong những cái kính sườn hậu, sườn trước, cửa sổ trời, sau đó mình sẽ tiến hành đến thi công đến cửa sổ nào, đến kính lái. Tiếp theo vào trong xe này. Đấy. Xe thì trước đó đã được trang bị một cái bậc cơ rồi nhé. Đấy, nên xuống. Nhưng mà có cái điểm này, thứ nhất là về cái sàn đấy này. Đấy, sàn là nỉ. Đấy, các bạn thấy không? Đấy, bụi bẩn nó bám hết xuống dưới và nó sẽ bám vào nỉ. Thì bây giờ ấy, bên mình sẽ trang bị một cái bộ thảm sàn Navo vân kim cương. Đấy, bên mình đã đặt may rồi, thì tí nữa thì sẽ nắp lên cho các bạn. Đấy, thảm ấy thì nó sẽ gồm hai lớp. Lớp thứ nhất đó là lớp sàn, trải sàn ở dưới, được cắt theo form xe bằng máy CNC. Đấy, lớp thứ hai là lớp thảm rối ở trên. Đấy. Và cái tông màu của nó ấy, mình có thể là chọn được, phối được theo tùy sở thích của chúng ta. Sản phẩm tiếp theo ấy, đó là khi chúng ta mới mua xe đúng không, thì chúng ta sẽ phải lắp thêm một cái cam hành trình. Đấy, cam hành trình thì nó sẽ theo nhu cầu. Một là nếu mà mình chỉ cần một chiếc cam hành trình có chức năng là ghi hình, thì chúng ta có thể, một là chúng ta có thể nắp cam trước, hai là chúng ta có thể nắp cam cả trước cả sau. Đấy. Còn nếu mà chúng ta muốn vừa ghi hình vừa có cảnh báo tốc độ ấy, thì chúng ta sẽ lựa chọn sang hãng Vietmark. Đấy. Có mã KC01 và mã M1. Đấy, nó vừa ghi hình vừa có cảnh báo tốc độ cho chúng ta. Ra nhé, với VinFast VF9 này này, cái tông màu này nó rất là đẹp.
để chúng ta giữ được cái bề mặt sơn này hiệu ứng lá sen ấy. Đấy thì chúng ta lên phủ cho mình một lớp ceramic. Đấy để nó giữ bề mặt sơn, nó tạo cái hiệu ứng lá sen trông rất là đẹp. Hoặc nếu mà anh em thích thì em có thể dán đề can đổi màu. Như xe này thì chắc là mình cũng không cần dán đâu vì cái tông màu này nó cũng rất là đẹp rồi. Đấy, vừa rồi mình đã đi một vòng về những cái món đồ cơ bản mà một chiếc xe VinFast VS9 có thể trang bị được. Thì mọi người có bất kỳ câu hỏi gì về sản phẩm có thể liên hệ trực tiếp với em Cường tại Trung Auto. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.